Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yamaha E1M nâng cấp quả bá đạo với cái dàn trang bị đến từ đường đua. Cái chiếc Yamaha E1M là một trong những cái tên tuổi nổi tiếng trong cộng đồng phân khối lớn từ trước này, với số lượng hạn chế theo từng phiên bản. Do qua những ưu điểm vượt trội hơn so với những em E1 nên cái chiếc E1M có cái độ hot nhất định. Hôm nay chúng tôi giới thiệu một cái bản đồ E1M cực kỳ chất đến từ Baker Bình Hải. Vượt trội hơn nhờ vào những ưu điểm và được Yamaha cung cấp nhằm tạo cái sự đáng tin cậy so với người đàn anh N1 trên trường. Cái chiếc E1M trong lý hôm nay cũng trang bị một cái fairing bằng carbon giúp cho lực chiếc xe giảm đáng kể. Hệ thống treo trước sau thương hiệu đến từ Holden đem lại hiệu năng giảm tốc tốt hơn so với các thương hiệu khác đến từ Nhật Bản. Nhìn vào những thay đổi chi tiết hôm nay sẽ nhận thấy là một bản đồ được tích hợp tại một cái shop mang tên UV shop được dán trên cái ốc nhỏ ở kính chắn gió. Cái lỗ kính ứng dụng trong cái bản đồ hôm nay là loại MA, chất liệu nhựa trong suốt và có cái màu xám khói đặc trưng. Cung cấp cái dàn công cụ hiệu sức cho làm việc thay đổi gồm có cụm phanh Rainbow Crossy, phía cuối tay lái còn có cái càng bảo vệ loại latex, toàn thân thì bằng carbon. Hệ thống ngắt còn được thay mới bằng cụm CCCB với những chức năng tinh chỉnh chuyên nghiệp. Cái dàn chân tiêu chuẩn của cái chiếc E1M hôm nay mặc dù vẫn giữ nguyên bố cục làm mâm cái nàng chữ Y cùng hệ thống treo của Holden, nhưng người chủ được nâng cấp đáng chú ý và giá trị nhờ vào bố trí cặp phanh trước loại Rainbow, đồng thời có sự hiện diện đĩa phanh kép loại Rainbow, phụ kiện EFS đi cùng ngắt dầu Sabus kết nối cùng với phát CNC chi tiết Optimum. Trung tâm động cơ ở gần vị trí để chừng vô số chi tiết tán vật liệu tê nhùm, đồng thời tăng thêm kích chân thắng sang số đã được cung cấp gọi Cristurin kết hợp cùng bề cạch Rainbow Bridge tích hợp cái cốc khí dầu phanh cao Rainbow Bridge 2 bít đã xứng. Bản đồ còn hoàn thiện hơn việc nâng cấp chi tiết ống xả Arbis với thân bằng tê nhùm kèm theo cái bảo vệ thân vô carbon và chi tiết ốc tê nhùm làm tăng thêm cái độ thốt cho cái món đồ chơi này. Exeter 135 nâng cấp một nét đẹp cổ điển không bao giờ đổi thời. Theo như người chủ chia sẻ thì cái chiếc Exeter 135 4 số thuộc cái đời là 2007 trải qua hơn 10 năm vận hành, chiếc xe vẫn giữ trong tình trạng là mới đẹp. Một phần là do người chủ chăm sóc kỹ, một phần chiếc xe cũng vừa mới dọn lại, phong cách bắt rất là ấn tượng. Trang bị cho mình trong hộp cô su phiên bản version 2 được hãng đồ chơi Benson Salon sản xuất phục vụ cho những em chiếc Exeter 135 4 số và những chiếc CUS 110 xăng cơ sử dụng. Cái phiên bản mới này có cái nền đồng hồ được thay bằng cái đèn carbon fiber đẹp, sang trọng hơn, sang trọng và có mức giá thành là không thay đổi. Bỏ đi cái bộ cụm thắng Dixon nguyên bản, người chủ hướng tới dùng cái cụm tay thắng Transboy bình dầu liền trong suốt. Cái bình có thiết kế vuông tương tự như Dixon, khá lắp vào Exeter không cần chế cháo một chi tiết nào. Ứng dụng bao tay Transboy cho độ bám đường cao hơn và êm ái hơn rất nhiều. Nhìn xuống cái dàn chân ta thấy em ấy được nâng cấp theo dòng Nissin phiên bản 2 bít đối xứng kết hợp cùng với đĩa Nissin 220. Theo dầu này có cùng kích thước với Rainbow nên có thể mua cái phát làm sẵn. Ở dụng là không cần chế cháo cũng rất tiện lợi và không mất quá nhiều thời gian đợi cái làm phát. Nhìn ngắm hai bên đốc máy của chiếc xe này, ta thấy cái sự chăm sóc rất kỹ từ người chủ khi tất cả được thay hoàn toàn mới từ chi tiết ốc đến lò xo chân chống. Ở dụng trên đạp máy Spark tên tên gọi của dòng Exeter 135 4 số ở Thái Lan. Ngoại hình không khác biệt gì mấy với những mẫu xe đang sử dụng bên họ là có công nghệ phun sơn tử. Chiếc xe này được độ phanh đĩa sau với có combo chi chèn bên trước để người chủ lên cái bồng chèn xếp một cách dễ dàng hơn. Chi tiết ống xả được làm mới bằng Oppo Spark, trong xe sáng và sạch hơn. Cái phục Raceboy cải thiện khả năng giảm sóc cho sau. Phục có cấu tạo lò xo phi vô cùng lớn, đem lại cuộc hành trình êm ái hơn khi đi trong những cái cung đường sống. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, nhớ like và subscribe.